Tụi con ở nhà nha. Thánh này đi thôi. Xin chào các bạn. Oh yeah. Tiếp tục chương trình phóng sinh cá của ngày hôm nay. Đây, mình cầm cho. Đây là một ký cá thòi lòi. Hôm nay Tuyôn sẽ phóng sanh ngày thứ 5 cho anh Khổng Tường Phát trong 49 ngày của anh ấy. Dạ. Sau cái dịch Covid-19 này có nhiều người mất quá. Và anh Khổng Tường Phát là một trong những người may mắn được hồi hướng 49 ngày phóng sanh. Ngày nào cũng giải cứu động vật đúng cách cho anh ấy. Thả những cái loài trong tự nhiên đang làm vai trò quan trọng trở về môi trường sống của nó. Và đây em đang sẽ đi thả cái đám cá này cho anh nha.